Cho nên là phân tích kỹ thuật nó dựa vào các cái thống kê đó. Và phân tích kỹ thuật nó mang tính xác suất. Đấy, tức là như tôi nói trong Zoom phân tích rất là nhiều lần ấy, là chúng ta thấy cái cửa nào tăng có xác suất cao hơn thì chúng ta mua. Còn nếu thấy xác suất giảm nó lớn hơn thì chúng ta không mua, chúng ta bán. Đó. Ngoài thị trường chứng khoán thì phân tích kỹ thuật còn được áp dụng cho nhiều loại thị trường khác như tiền tệ, hàng hóa, vân vân. Đó. Thì có các cái dạng biểu đồ về phân tích kỹ thuật như sau. Thứ nhất là dạng biểu đồ dạng đường là line chart. Thì cái loại này ấy, thì chúng ta chỉ có một đường duy nhất lên lên xuống xuống thôi. Nếu vẽ về giá, tức là biến động giá thì thường là lấy giá đóng cửa. Đấy, tính ra cứ đóng cửa đâu thì lấy như thế và vẽ đường này thì rất là dễ, rất đơn giản. Cái này thì ít dùng. Nhưng mà các cái chỉ báo, các indicator thì nó hay dùng dạng này. Dạng thứ hai là biểu đồ dạng then chắn. Đấy, ba chạt này. Cái loại này ấy, thì phương Tây hay dùng nhiều và chúng ta hay dùng trong VSA, tức là trong phân tích volume. Tôi chả bao giờ tôi dùng cái này. Tôi chỉ dùng nến thôi. Cái này tôi chả dùng bao giờ. Thì tất cả các thành phần cái này nó cũng tương tự như là nến thôi. Đấy, ví dụ như là giá mở cửa, giá đóng cửa thì giá mở cửa bao giờ cũng ở nằm ở phía tay trái và giá đóng cửa nằm phía tay phải. Đấy. Đấy. Đây. Giá mở cửa này, phía tay trái này, giá đóng cửa phía tay phải. Nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa tới đây là nến giảm. Đấy, thanh ba giảm, còn ngược lại thì là ba tăng. Đấy, chúng ta nhìn ở đây chúng ta biết các thành phần này. Đấy. Chúng ta muốn nghiên cứu sâu cái này thì cũng có rất nhiều tài liệu chúng ta nghiên cứu. Tuy nhiên là tôi thì trong cái khóa học này, bởi vì trước giờ tôi chả dùng cái này bao giờ, nên tôi chỉ dùng cái biểu đồ nến thôi. Thì đây chính là cái biểu đồ mà chúng ta sẽ dùng trong xuyên suốt cái quá trình chúng ta dùng phân tích kỹ thuật. Đấy, biểu đồ nến. Hay còn gọi là candlestick charts. Đấy, thì nến thì có nến tăng và nến giảm. Chúng ta xem cái cấu tạo của thân nến. Ai biết rồi thì chúng ta nghe lại. Còn ai chưa biết thì chúng ta nghe kỹ nhé. Thì nến ấy, nó có các cái thành phần. Thứ nhất là giá cao nhất này. Đây, để tôi chỉ đây cho dễ. Đâu rồi? Nốt te này. Đây. Đây là giá cao nhất. Chúng ta thấy điểm cao nhất của cái râu nến này. Đây gọi là râu nến nhé. Râu từ râu trên râu dưới, còn cái phần giữa này từ đây xuống đây thì gọi là thân nến này. Đấy, đây là thân nến. Thì thân nến thì được hình thành bởi giá đóng cửa và giá mở cửa. Đối với nến tăng, nến thăng thì thường chúng ta để nến trắng, tức là màu trắng hoặc là màu xanh đấy, hoặc màu vàng, chúng ta tùy chúng ta để màu gì thì do chúng ta thôi. Đấy, miễn sao là phân biệt được giữa nến tăng và nến giảm, và nến giảm hay để màu đỏ hoặc là màu đen. Đấy, thì cái thân nến là cái khoảng giữa giá đóng cửa và giá mở cửa thì gọi là thân nến đây. Đấy. Thì nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì chúng ta có nến tăng. Thì đây là giá mở cửa này. Đấy. Đây là giá đóng cửa này. Đấy. Thì giá đóng cửa và giá mở cửa thì giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa thì chúng ta có nến tăng. Và đây gọi là thân nến. Còn đây là giá thấp nhất và đây là giá cao nhất tương tự. Thì nến giảm này, nến giảm thì giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa thì chúng ta có nến giảm. Chúng ta lấy ví dụ như thị trường hôm nay chẳng hạn, VN-Index hôm nay mở cửa thì giảm ít nhưng mà cuối phiên thì giảm nhiều, tức là giá đóng cửa của VN-Index hôm nay là thấp hơn giá mở cửa thì hôm nay chúng ta có nến đỏ đấy, nến màu màu đỏ. Có thể là cái màu nến này này có thể là nến, tăng giá so với phiên trước nhưng nó có thể vẫn là màu đỏ, thế nhưng là bởi vì là nó liên quan đến giá đóng cửa và giá mở cửa thôi. Đấy. Thì cái râu nến này, đây nó có thể gọi là râu nến hoặc là bóng nến cũng được. Đấy, râu này. Tức là tính từ hai đầu của thân nến thì đây gọi là râu. Râu trên đây là râu dưới, đây là râu dưới, đây là râu trên. Đó. Ok, cái phần nến này mọi người có chỗ nào không hiểu không? Hiểu rồi Ok. Thế thì cái nến này này thì mỗi một phiên giao dịch, ví dụ một ngày là có một nến, nếu tính theo biểu đồ ngày, nếu theo biểu đồ tuần thì một tuần mới có một nến. Thì lúc đấy giá mở cửa chính là giá mở cửa của phiên ngày thứ hai và giá đóng cửa chính là phiên giá đóng cửa của phiên ngày thứ sáu. Đấy, thế còn của ngày thì mở cửa phiên sáng đó là tính giá mở cửa, và đóng cửa thì tính giá đóng cửa của một ngày. Thế còn chát giờ thì một ngày nó có 5 6 nến giờ gì đó. Đấy, ví dụ một nến ngày thì trong chát giờ nó sẽ có 6 nến giờ. Đó, nên là
chúng ta dùng khung thời gian nào thì chúng ta vẽ khung thời gian đó. Cho nên là chúng ta quy ước với nhau là chắt giờ này, chắt ngày, chắt tháng này, còn chắt năm, chắt quý, vân vân đó. Tiếp theo là các loại nến. Thì chúng ta lưu ý là thân nến càng dài thì sức mua hoặc sức bán càng mạnh. Đấy, ví dụ đây. Đây là thân nến tăng. Thì thân nến dài nó thể hiện sức mua mạnh. Đây là thân nến giảm. Đấy, nó dài này nó thể hiện sức bán mạnh. Ngược lại, thân nến ngắn thì thể hiện biến động giá thấp. Đây là các cái thân nến ngắn. Đấy, ngắn. Và râu nó ngắn. Đấy, biến động giá thấp. Thế còn những nến này, đây là những cái loại nến đảo chiều, nó cũng biến động rất là mạnh. Tuy nhiên là giá đóng cửa và giá mở cửa thì nó chênh nhau không nhiều. Đấy, nhưng đây nó biến động mạnh với giá thấp nhất, lúc giảm rất mạnh, sau đó thì kéo lên đường tương tự như ở đây. Hay đây, hay đây. Thì những nến này chúng ta sẽ được học sau. Nhưng có cái loại râu dài như này là tức là thể hiện cái độ biến động thị trường mạnh. Đó. Đó là về nến. Thì phần tiếp theo chúng ta sẽ học về price action. Thì trong price action này chúng ta có các cái phần. Phần thứ nhất là khái niệm, phần thứ hai là price action sóng, phần thứ ba là điểm chốt sóng, và phần thứ tư đó là trendline. Đó. Chúng ta vào phần đầu tiên, đó là khái niệm. Thì price action là gì? Price action là viết tắt là PA này. Price action là, dịch ra nó là hành động giá, là phương pháp giao dịch theo hành động giá, tức là phân tích hành động mua bán của nhà đầu tư mà không cần sử dụng bất cứ chỉ báo, tin tức hay phân tích cơ bản nào, tức là hoàn toàn chỉ dựa vào hành động giá thôi. Hành động giá tức là hành động mua bán ấy. Chúng ta mua người này mua người kia mua, người này mua người kia bán, vân vân. Chúng ta chỉ dựa vào cái này thôi. Và cái hành động mua bán như chúng ta vừa học trên nến ấy, biến động mạnh, biến động ít, biến động nhiều thì nó thể hiện trên cây nến đó. Đó, cho nên là nó chỉ dùng duy nhất một cái biểu đồ nến thôi. Đấy. Và sử dụng duy nhất một biểu đồ rất là sạch sẽ. Sạch sẽ đây là gì? Là có mỗi nến, không vẽ lằng ngoằng như biểu đồ của tôi. Nhiều khi mọi người thấy MACD này, thấy ADX này, có Ichimoku này, các thể loại đấy, tả phi lũ trên đấy, thì đấy là biểu đồ không sạch sẽ. Còn đây biểu đồ duy nhất nến thì gọi là biểu đồ sạch sẽ và nguyên chất. Đấy. Thì price này ấy, chúng ta cần này, trong đây chúng ta cần phải xác định được sóng của thị trường là điểm quan trọng đặc biệt trong việc sử dụng price hay bất cứ chỉ báo nào khác. Cái điều này thì rõ ràng là rất là đúng, bởi vì là chúng ta giao dịch chúng ta phải xác định được sóng lên hay sóng xuống hay là đi ngang, đúng không ạ? Thì thị trường nó chỉ có ba trạng thái, là một là đi ngang, hai là tăng, ba là giảm, mỗi thế thôi. Đấy, chúng ta khi xác định được rõ à, thì chúng ta chỉ mua khi thị trường tăng, còn bán khi thị trường giảm, mà ngồi im khi thị trường đi sideways. Đấy. Về khái niệm sóng. Thì sóng là gì? Thì thị trường luôn đánh lừa các trader bán xuống để có thể đi lên, và đánh lừa các trader mua lên để có thể đi xuống. Đấy, câu này chúng ta hiểu nhé. Thì tại sao phải đánh lừa? Không đánh lừa thì ông thị trường ông kiếm sao được tiền. Đấy, cho nên là thị trường nó luôn luôn đánh lừa chúng ta nếu chúng ta không biết. Đấy, nó cứ lừa chúng ta mua rồi xong rồi để nó đạp cho, nó bán cho rồi nó lại lừa chúng ta bán ra để nó mua vào. Đấy. Và trong bất kỳ một chân tăng hay giảm của thị trường thì nó cũng phải trải qua nhiều đợt sóng lên và xuống. Thì không bao giờ có một cái chân tăng nào mà lên vù phát như này. Đấy, mà nó phải có từng đợt lên này, xuống này, lên này, xuống này, lên này, xuống này. Đấy. Hoặc sóng xuống tương tự, nó không giảm một cái vù phát như này. Mà nó như nào? Lên này, xuống này, à đây. Xuống lên này, xuống này, lên này, xuống. Đấy, phải như thế. Em ta đổi cái màu khác đi cho nhìn nó dễ. Đấy. Và chúng ta đặc biệt lưu ý cái điều này nhé. Đây này. Những nhà phân tích kỹ thuật kỳ cựu có khi không nhớ cái này đâu. Trong một chen tăng, sóng tăng sẽ lớn hơn sóng giảm. Và trong một chen giảm thì sóng giảm sẽ lớn hơn sóng tăng. Đấy. Cho nên là tại sao mà mua nhầm ở trong áp chen vẫn ăn. Thế mà mua nhầm ở trong đao chen là chết ấy. Đấy. Bởi vì trong áp chen nó lên. Sóng lên này. Nó điều chỉnh rất là nhẹ nhàng như này thôi. Đấy, chỉ ngắn gọn này thôi, sau đó sẽ lên tiếp, sau đó điều chỉnh ngắn gọn này thôi, sau đó lại lên tiếp, điều chỉnh ngắn tí rồi lên tiếp. Tức là sóng tăng này bao giờ nó cũng dài hơn cái sóng giảm này. Đấy.
Và sóng xuống thì tương tự này, xuống này, dài này, hồi phục tí tẹo này. Xong lại xuống dài này, hồi phục tí tẹo này. Xuống dài hồi phục tí tẹo này. Đấy. Cho nên là khi mở downtrend chúng ta mua sóng hồi chỉ ăn rất là ngắn và phải thoát ngay lập tức, nếu không thì lại kẹp. Đấy, cứ lỡ ngỡ ở đây nó lại sập cho phát nữa. Đấy, mua liên tục ở trong này là rất nguy hiểm. Nhưng mà trong sóng tăng thì mua nhầm muốn ăn. Ví dụ mua chỗ này nó có điều chỉnh về đây rồi nó lại tăng. Hay mua ở chỗ này đúng đỉnh nó về đây rồi nó lại tăng. Đấy. Cho nên là mọi người nhớ rất kỹ cái câu này. Trend thì tồn tại trên nhiều cấp độ và khung thời gian khác nhau, như trên tháng, trên tuần, trên ngày, trên giờ và trên phút. Đấy, trend ở đây chính là xu hướng. Đấy, đó là xu hướng hay là sóng ấy. Đây. Đây chính là những cái sóng của thị trường. Đây nhá, đây tôi lấy ví dụ là chúng ta nhìn vẽ này. Sóng từ đây tăng lên đây một sóng này, đây sóng tăng này, sóng điều chỉnh nó ngắn tún này, nó yếu tẹo này. Tăng một đoạn dài này điều chỉnh tí tẹo. Đây. Tiếp tăng này, điều chỉnh, tăng điều chỉnh, đây là con sóng nhỏ, đây một con sóng lớn này. Một dài như này sau đó nó chỉnh này. Đấy, điều chỉnh rất là ngắn, sau đó thì lên tiếp này. Lại điều chỉnh này. Đấy, và tăng tiếp này, điều chỉnh ngắn này, tăng này, chỉnh tới đoạn này giống như hôm trước tôi nói ấy, đây này. Là cái đoạn xung lượng nó yếu. Nó tăng cả cái đoạn dài lên rồi, bao giờ cái đoạn đầu nó cũng khỏe. Đấy, đoạn này khỏe nhất. Sau đó lên cái đoạn đỉnh thì nó yếu dần, xung lượng nó yếu dần, tức là nó tắt dần thì nó quay vào trend giảm. Và ta nhìn thấy rõ ràng trend giảm này, giảm rất dài, hồi phục ngắn tí này. Sau lại giảm tiếp này, hồi phục này, sau lại giảm tiếp này. Đấy, tức là đã vào xu hướng giảm thì các nhịp hồi phục nó rất là ngắn. Nếu ta mà mua ở những cái đoạn sóng nhỏ như này không kịp thoát nhanh là lại lỗ. Đấy, thế còn ở đây nếu mua ở chỗ này thì chăng nữa điều chỉnh xong nó lại lên, hoặc thậm chí mua cả ở đây thì điều chỉnh xong vẫn ăn không chết, nhưng mà đến cái đoạn cuối và những cái đoạn ngày mà mua là chết. Đấy, cho nên là lý do tại sao chúng ta phải xác định được sóng. Về quy tắc xác định sóng này, chúng ta có bốn cái quy tắc chúng ta phải nhớ để lát chúng ta làm bài tập nhé. Nến lên up 3 có giá thấp nhất và cao nhất, cao hơn nến trước. Đấy, up 3. Đây, chúng Kia ta để nhìn xem này. có Đây, nhìn này. Đây, chúng ta nhìn này. Ý Huỳnh Ngọc Thanh Bình với anh Đây, chúng ta nhìn nến lên này. Có giá thấp nhất và cao nhất cao hơn nến trước. Cây này là nến lên này. Đây là giá cao nhất này. Đây là giá thấp nhất. Thì chúng ta so sánh giá thấp nhất của cây nến này và thấp nhất của cây nến trước thì chúng ta có điểm thấp nhất của nến này này cao hơn điểm thấp nhất của cây nến này. Điểm cao nhất của cây nến này cao hơn điểm cao nhất của cây nến này, thì đây chúng ta có một nến là nến tăng. Đúng không ạ? Đây là nến tăng nhé. Tiếp theo, nếu như vậy thì cây nến này cũng là cái nến tăng nếu so với cây nến này. Đây là điểm thấp nhất của cây nến này, đây là điểm cao nhất. Thì điểm thấp nhất của cây nến này cao hơn điểm thấp nhất của cây nến này. Và điểm cao nhất cao hơn điểm cao nhất này, đây là nến tăng. Đấy. Nến xuống này là đao 3 thì có giá thấp nhất và giá cao nhất thấp hơn nến trước, tức là ngược lại với nến tăng thì là nến giảm. Đấy. Đây. Đây điểm cao nhất của cây nến này thấp hơn điểm cao nhất của cây nến trước. Điểm thấp nhất của nó thấp hơn điểm thấp nhất của cây nến trước thì đây là nến giảm. Đấy, cũng như vậy thì mọi người thấy cái cây nến này là nến tăng hay nến giảm? Mình nhìn rõ không? Cái này là nến tăng hay nến giảm? Nên tăng nè. Nên tăng. Ok, đúng rồi, nến tăng bởi vì sao? Điểm thấp nhất của nó này cao hơn điểm thấp nhất của cây trước. Và điểm cao nhất cao hơn điểm cao nhất của cây trước. Đúng chưa? Tương tự đây cũng là nến tăng vì điểm thấp nhất của nó này cao hơn điểm thấp nhất của cây trước. Và điểm cao nhất thì cao hơn điểm cao nhất của cây trước. Tương tự đây cũng là nến tăng. Ok chưa? Đấy, tăng giảm thì mọi người biết rồi nhá. Tiếp là đến inside 3. Inside tức là nằm trong ấy, là có giá thấp nhất và giá cao nhất nằm hoàn toàn trong vùng giá của cây nến trước. Thì đây. Inside 3 này, cây này này. Cây này thì
nằm hoàn toàn trong vùng giá của cây này. Đây, cái này này, đây là điểm thấp nhất này, thì thằng này điểm thấp nhất của cây này thì cao hơn, nhưng điểm cao nhất thì thấp hơn, thì nó nằm hoàn toàn trong cây này, thì đây gọi là nến inside bar. Đấy, giống như thế thì cây này có phải nến inside bar không? Đúng rồi thầy, Đúng rồi, phải. nến inside Đúng. bar đúng không? Tiếp là nến outside bar. Outside bar thì có giá cao nhất và có giá cao nhất cao hơn giá cao nhất của cây nến trước, và giá thấp nhất thấp hơn cái điểm thấp nhất của cây nến trước thì gọi là outside bar, tức là nó nằm vọt ra ngoài. Đấy, ví dụ đây, cây này là gì? Outside bar. Bởi vì điểm cao nhất của nó này cao hơn điểm cao nhất của cây trước, và điểm thấp nhất thì thấp hơn điểm thấp nhất của cây trước, thì đây là outside bar. Tương tự đây cũng là một outside bar. Ok, bốn loại nến thì mọi người biết chưa? Đây là cái Rồi, nến cái đến đến này. quy tắc xác định sóng nhá. Đây. Để có một sóng tăng, chúng ta có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là một nến tăng. Đấy, nến lên, nến tăng. Thứ hai là giá phá vỡ lên trên đỉnh gần nhất. Chúng ta không quan tâm đến là màu nến là gì nhé. Giá phải phá vỡ lên trên đỉnh gần nhất thì chúng ta có một sóng tăng. Đây là hai điều kiện. Sóng giảm thì có một nến xuống và giá phá vỡ xuống dưới đáy gần nhất. Đó. Còn nến inside bar là nến không phá vỡ giá cao nhất và giá thấp nhất của cái nến trước. Do đó chúng ta giữ nguyên sóng hiện tại. Đấy, người xem lại đi để tí làm bài tập nhá. Quy tắc này. Đó. Thì đây chúng ta sẽ thực hành ở đây. Thử cái này nhá. Đây chúng ta sẽ vẽ như này này. Đầu tiên chúng ta xác định sóng đã. Thì đầu tiên đây là điểm bắt đầu. Đây là nến tăng hay nến giảm? Nên tăng. Đúng rồi, nến tăng. Vì sao? Con này còn không có râu đúng không? Vâng. Điểm thấp nhất của nó chính là giá mở cửa. Đấy. Thì điểm thấp nhất này cao hơn điểm thấp nhất của cái trước, và điểm cao nhất thì cao hơn điểm cao nhất của cái trước, thì đây là nến tăng. Cái này là nến gì? Chơi ba. Inside Tin bar. sai ba. Inside Inside bar bar. thì giữ nguyên sóng đúng không? Không thay đổi. Cây này là nến tăng hay nến giảm? Tăng hiện tăng. Ok, thế thì vẽ từ đây lên đây là chuẩn nhá. Đấy, chúng ta có một sóng tăng này. Cây này là cây gì? Giảm, nến giảm. Giảm, đúng không? Giảm. Cây này Giảm luôn. Giảm giảm nến luôn. giảm cây này Giảm luôn. Giảm. Đúng rồi, nến Giảm giảm luôn. cây này Outside. outside ba đúng không? Outside. Ngoài. Không Outside tính. ba cây này. Giảm. Đúng rồi. Giảm. Đấy, chúng ta sẽ nối vào đây đúng chưa? Ta có sóng này 1 2 này, đấy, nối 1 này, 2 này, tiếp. Cây này là tăng hay giảm? Tăng. Tăng. Cây này Tăng. Tăng. Tăng luôn. Không, nó là phải outside. đưa. Cây này là outside Outside. ba. Outside. Đúng rồi, outside ba. Cây này là gì? Nên tăng. Tăng. Đúng rồi, nên tăng. Tăng. Đấy, rồi, ta lại nối từ điểm thấp nhất này lên điểm cao nhất đúng chưa? Tiếp tục tương tự, chúng ta lại nối xuống cây này. Giảm. Giảm này, cây này. Giảm. Cây này. Giảm. Đúng rồi, chuẩn. Đấy. Cây này là tăng hay giảm? Tăng. Tăng này, cây này. Tăng. 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 Tăng này, cây này. Inside. Tăng. Cái này inside bar. Inside. Đấy. Chúng ta nhìn kỹ thì hai cái thằng này, cái đầu này nó gần gần bằng nhau. Bằng nhau thì Đấy, còn những đấy thì vẫn giữ nguyên sóng thôi, nó vẫn là inside. Cái này. Outside. 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 Đã. Đây này là nến outside. Điểm cao nhất nó phi ra dưới đây là outside bar này. Đấy thì những cây này là cây gì? Giảm. Đúng rồi, mình nối từ đây và nối xuống. Nếu nó có một cây nến thấp hơn thì sẽ nối vào đâu? Ở dưới. Điểm thấp nhất của cái cây nến tiếp theo. Đúng rồi, sẽ nối vào đây đúng không? Đấy. Thì tiếp theo cây này là cây tăng. Tăng. Ba. Tăng. Cây này. Ba luôn. Cây này. Giảm. Giảm. Cây này. Giảm. Giảm. Cây này. Giảm. Giảm. Ok, đấy, nối vào đây, chưa? Rồi, tiếp tục tương tự như thế. Thì chúng ta sẽ có cái bài tập chúng ta làm đây đằng sau này. Chúng ta làm tiếp cái ví dụ nữa. Cái này xác định này rất là quan trọng đấy, mọi người xác định cho nó chuẩn. Thì không xác định chuẩn thì không biết đường nào mà mua đâu. Thì xác định được đâu là xu hướng tăng, đâu là xu hướng đây ví dụ. Cái đoạn này thì đây là điểm bắt đầu này. Cái này là cái gì nhỉ?
tăng cái này giảm giảm ạ giảm cái này sao tăng rồi cái này giảm cái này giảm 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 rồi đây là gì tăng tăng cái này giảm 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 cái này tăng tăng inside cái này tăng 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 inside chỗ này inside còn cái này giảm rồi bây giờ mọi người outside thì một cái cây nến này nó lại có cả đáy cả đỉnh đấy cái này nó là gì outside ba nó phá vỡ cái đỉnh gần nhất này nó phá vỡ cái đáy gần nhất nhưng mà trong phiên nó phá vỡ nhưng cuối phiên thì nó đóng cửa trên nó break. Chúng ta lưu ý như một cái cây nến này nó cũng là một gì có cả đáy cả đỉnh bởi vì ví dụ tôi lấy ví dụ đây là chát ngày thì một cái cây nến này chắc chắn nó sẽ có như này này đấy ví dụ như này ở đây mở cửa đâu nhỉ mở cửa chỗ này đây lên quanh này có thể nó sẽ giảm này sau nó lên này này có thể như này này hoặc có thể đấy đấy đến kiểu như này lại trực tiếp à một cái cây này nó có thể có vài cây nến trong chát giờ nó như này đấy tôi đang vẽ chát giờ tôi mô tả là một cái cây nến này có thể có 6 cây nến trong chát giờ như này đấy cho nên là một cái cây này thì có phải là chúng ta mà có như này các bạn có vẽ xuống này có phải lên này, xuống đúng không đấy tôi vẽ mô tả thế thôi có nghĩa là một cây nến nó sẽ có bao gồm rất nhiều cái nến khác ở các khung thời gian khác cho nên nó cũng là một cái sóng đó về nhá thì còn tiếp tục các cái này chúng ta làm tương tự đấy. Ví dụ nữa này đây mọi người nhìn này là hiểu rồi đúng không đây điểm thấp nhất này đây điểm cao nhất này nối này đấy lần lượt nối này nối các điểm lại với nhau này đấy đây là đáy này đấy cái cây này này cây outside ba phá vỡ đáy gần nhất đóng cửa nó đi lên và nó cũng phá luôn cả cái đỉnh gần nhất thì nó tạo sóng tăng đấy đấy thì chúng ta cứ vẽ tương tự như thế thôi đấy những cái mẫu hình nến thì trong cái khóa này tôi sẽ hướng dẫn mọi người một kỹ thuật mà các khóa khác tôi chưa hướng dẫn thì đến cái bài các mẫu hình nến tiếp diễn ấy tôi sẽ hướng dẫn mọi người kỹ thuật đấy dùng rất là hay chỉ cần nến không thôi chúng ta có thể chơi cổ phiếu uptrend mà ăn bằng lần đương luôn được ấy nhưng mà trước hết chúng ta phải nắm vững các loại nến tăng nến giảm các loại này đã đây chính là cái key chính để chúng ta biết được rằng cái sóng này nó đang diễn biến thế nào được chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập nhé chúng ta có mấy bài tập tôi sẽ gửi cho mọi người vào trong room này đâu rồi trong lớp học nhé trên Face hả thầy không trong room Zalo luôn này đấy rồi mọi người mở ra được chưa? Rồi ạ. Được 4 bài này. Rồi. Trên màn hình mọi người nhìn thấy cái bài tập Firewood đây rồi đúng không? Rồi. Đấy. Thì mọi người vẽ như này này trong cái trong Word ấy nó có cái ở đây này có cái công cụ insert này trong xong mình vào cái shape ấy trong này nó có này đấy chúng ta dùng cái này chúng ta vẽ này line này ví dụ đây ôi em ở trên điện thoại thì vẽ cái gì điện thoại á tại thì không biết thì vẽ thế nào mày học máy tính ta học máy tính thì sẽ tốt hơn điện thoại nó bé tí nhìn đau mắt lắm đây mọi người cứ dùng cái này vẽ này đấy. Cái này lấy ở đâu ra để vẽ insert và mục insert trong mục xếp ấy
Cái này có khi lại phải mở thêm khóa học Word, Excel nhỉ. Vừa máy tính em mù tịt luôn. Em vẽ thế nào đấy? Chết dở. Thầy, một máy mình học và một máy để cài Army Rocker để mình thực hành. Thầy chỉ lại đi thầy ơi. Em có hai cái máy đây mà không biết làm nào. Thầy nhá, có phải mở Word ra không? Mở Word ra này. Sau đó thì mình nhìn trên cái thanh công cụ có một cái insert này này. Nhưng mà em thầy có cho em làm không? Thầy làm đây. Hả? Đâu, đây này, trên này tôi đang hướng dẫn làm cái insert này, xong vào save này. Đấy, em down nó xuống thì nó nằm ở đâu hả thầy? Trong cái này nó mặc định con lắm rồi mà. Trong cái đường dẫn Zalo rồi. Vào cái mục Zalo vào luôn cái mục download. Cứ để cho. Nó có cái mục download. Sợ này chưa anh. Vào cái nhóm Zalo của mình ạ. À? Trong nhóm Zalo kích vào cái file tôi vừa gửi ấy, mọi người chưa đây, phát được xong. Nhưng mà em chưa nhìn thấy đâu. Đau quá. Vào chỗ insert xong rồi vào cái chỗ safety ấy. Safety đúng rồi đấy. Kích vào đấy. Chưa nhìn thấy màn hình đâu. Xong rồi chọn vào line, thích line nào thì chọn line đó, màu gì có luôn. Chết rồi, không biết máy tính như này. Nghẹo rồi. Sao mình không biết thì mình vẽ cái khác. Ai có bút mực thì mang ra vẽ trên màn hình được. Em tải xuống em chưa nhìn thấy nó nằm ở đâu. Bên nằm chỗ nào? Đào loạn chưa nhìn thấy. Đâu về xong nó có biểu tượng của cái folder đó, kích vô cái folder là nó dẫn đến cái đường dẫn mình mở ra thôi. Không cần vì đau đâu, cứ kích thẳng vào nó là nó cũng tự mở ra mà. Dạ. Đúng không? Không được. Kích thẳng vào đấy nó chạy đâu? À đây rồi. Ôi, mà nó ra cái gì? Thẳng vào đấy thôi, đơn giản thế. Nó cái phần đấy phải tự kích được chứ. Chỉ ấn vào đúng cái hình của thầy ấy. Đúng không? Cái hộ màu nó đậm đậm ấy. Chứ không phải đau về nữa. Thầy đã mở sẵn nó rồi gì nữa. Mà được, mà được. Không vẽ em ơi, thế bây giờ vào được. Em bảo là vào vào để lấy cái bút xếp xong rồi như thế nào ấy nhỉ? Chị vào đến đấy rồi nhưng không biết làm thế nào nữa. Xong rồi cứ tích vào đó. Tích vào đấy xong như thế nào? Tích vào đường thẳng xong rồi cứ chọn vào cái điểm á. Chọn vào cái điểm nào mà mình cần nối thì bắt đầu mình nối từ điểm bắt đầu cho lên à, bắt đầu thế, cho thầy thao tác lại cái chỗ mà bắt đầu ấy. Cái chỗ bắt đầu vẽ. Đây. Mình phải tính điểm bắt đầu giống như bài được hướng dẫn nhé. Mọi người phải xem là đây là điểm bắt đầu này. Sau đó thì cái này, cây nến này là cây nến gì, tăng hay giảm. Cái tăng thì xem đỉnh nó ở chỗ nào. Cây nến tiếp theo là tăng hay giảm. Cái nến này là tăng hay giảm. Đấy thì mình nối vào. Đúng không? Thầy đang bảo nối đỉnh đáy các thứ đúng không? Thì đang học sóng đấy. Thì mình phải xác định được sóng ấy. Thì quy tắc sóng là như nào thì vừa, mọi người vừa xem đấy. Vừa học xong đấy. Ai quên thì dở cái slide ra. Mà chưa tìm thấy cái chỗ dụng cụ để vẽ. Tìm thấy cái chữ file trong chữ home xong chữ insert đấy. Đúng rồi, insert. Thầy đã đọc đến cái thứ ba đấy. Xong rồi xuống cái mà nó đề là thấy ghi là chữ xếp ấy, tức là lấy ở đấy nhưng mà em biết sao chị không ấn được nhỉ? Nó lại không, nó đến công cụ đấy rồi mà nó không có cái hình mũi tên như em để nó cái bút để vẽ. Chị về bảo con nó mở cho hướng dẫn cho. Bây giờ này khó. Nó lại không có nhà. Tay chị cơ. Máy Yosabi. Không học không mà. Nó gì? Không làm được, hôm nay thì cứ nhớ cách làm xong tối mình về mình làm được. Mà nó hiện lên Microsoft nhỉ? Lạ thật. Chứ như này thì khó lắm, chỉ này khó lắm. Máy tính của em cái file doc lại không đọc được, phải chuyển sang cái file PDF nó mới đọc được. Nhục. Ôi giời. Bình tĩnh. Anh không mở được, anh ra ngoài bảo nó cài office cao hơn lên là mở được. Thế à? Và office của anh khi cài bản thấp quá nó không mở được. Thầy đang lấy lưu file docx cho nên là đúng rồi, doc bình thường sẽ không không mở được, quật cũ nó sẽ không mở được. Thầy win 10 mới mở được à?
mình lại phải chuyển sang PDF thì mới lại mở được. Mở được thì nó lại không có cái chỗ vẽ. À, PDF thì lại dễ không. PDF chọn đường line còn nhanh hơn là vẽ trên buộc. Mọi người trên có cái công cụ Snip Pool Tool này này. Không cần, không dùng được cái đấy thì kích vào đây. Sau đó new, cắt một phát. Ok. Cắt phát thì vẽ này. Kích vào đâu có em từ từ thôi. Kích như nào? Cắt phát thì tiến hơn này. Kéo này. Kéo này. Kéo này. Kéo này. Kéo này đấy. Tiến hơn không? Đâu thì ấn lại vào đâu hả em? Em vừa bảo Sipping Tool như nào? Sipping Tool mọi người mà không thấy thì vào cái mục tìm kiếm này. Gõ cái từ Sipping Tool vào. Sờ, mip, ping, tool rồi nó hiện ra luôn, kích vào đấy. Nó ra đây này. Đấy, mở cái file code này ra, cắt phát vào new này. Đấy, xong chọn cái khung mình muốn cắt, cắt phát cho là xong. Đấy. Cái snip đấy á, mọi người dùng cái phím Windows Shift S là nó sẽ tự lên đấy ạ. Đúng rồi đấy, đây này. Đây này, đấy. Đấy công cụ, thiếu gì. Đây này, đấy. Đâu có em nói lại đi Toại ơi. Vừa mới bảo vào cái sếp đấy xong rồi Sipping Tool là vào đâu nhỉ? Ừ. Thầy ơi, thầy có khi sau bài tập thì cho in trước xong mọi người vẽ bằng tay được vì trình độ của mọi người có vẻ khác nhau. Mấy giờ nhà máy của em lại quên để cục sạc ở cơ quan, không cầm cục sạc về rồi. Bài tập mình làm demo một bài thôi, thế còn lại là chúng ta sẽ làm bài tập ở nhà. Thì mọi người về nhà thì mọi người thích in ấn thế nào thì tóm lại là làm nào để làm được bài tập được. Tức là hôm nay mình chỉ làm bài tập thôi, tới đây là mình làm bài tập với chị phải. Được, khó mình sẽ học tiếp đấy. Tiếp ạ, thế em phải đổi máy thôi. Liên hệ với chỗ hữu em đổi máy, máy này của em hết pin mất rồi. Em mở được bản Word rồi mà không kiếm được mấy cái kẻ thì đâu. Mới về học thêm, bỏ ra 5 triệu ra đây tôi dạy. Đây học. Thôi, em mày ngọt thầy ơi. Mày ngọt tự học. À vào chỗ Roy này. Thôi em in ra giấy em lấy bút kẻ được. Đúng rồi, không dùng tay, tóm lại là dùng thế nào để vẽ được hoặc là vẽ trong đầu ấy, hình dung ra. Ui, phải mai đọc lại mới. Đúng rồi, mình có từ giờ đến thứ ba mới học tiếp rồi mà. Vẽ được mà, cái này vẽ được. Chưa đến mức ngu đần. Sạch à? Ồ, thế thì này. Gì đây? Thầy của thầy nó cái gì? Nó bao nhiêu thanh thanh nó kia? Nãy thầy bảo vào cái gì nhỉ? Vào cái gì nhỉ? Kể kể à, kéo đi thôi làm chơi. Một người.
Quê quê vậy vậy đâu. Cái gì thế con? Máy. Chụp xong cho cô chưa? Out. Tình hình mọi người làm bài tập tới đâu rồi? Vẫn đang miệt mài thế. Thầy ơi, cho em hỏi slide của mình có chia sẻ được ở đâu không ạ? Được chứ. Thế là thầy chia sẻ trên Facebook đúng không ạ? À, cái bài tập này hả? À, em hỏi cái PowerPoint slide ấy. Có thế, ở trên đấy có rồi mà. À, dạ. Thế em ở, đâu? Ở đâu thầy ơi? Ở trên group của lớp ấy, group Facebook ấy. Group Facebook của lớp mình. Thầy gửi cái file PDF ấy. Cái file PDF ở trên đấy rồi đấy. Các bạn in ra thôi, mọi người in ra thôi, không có ai đọc trực tiếp. Ờ, nhưng mà em chưa ở trong group ạ. Đấy, group ngắn suốt từ cả tuần nay rồi, là mọi người ai chưa có thì nhắn tin cho tôi. Trên này mới có 129 thành viên này. Và lớp 105 mấy người ấy, cho nên là nhiều người chưa có trong này ấy. Thế mọi người ai mà chưa có trong này nhớ nhắn tin qua Facebook cho tôi nhé. Nhưng mà trước khi nhắn tin thì nhớ kết bạn. Kết bạn không ghi tên, rồi số điện thoại. Đấy, rồi theo hướng dẫn ở trong ấy đấy, tôi ghi đi ghi lại bao lần ấy. Thì tôi sẽ add vào đây, thì trên này có tất tật này. Đây này, tài liệu buổi học này. Đấy, hướng dẫn tham gia lớp học này. Rất là chi tiết ở đây rồi. Đấy. Các video này. Hôm trước thầy kết bạn rồi nhưng mà thầy chưa cho vào group ạ. Làm gì có ai nhỉ? Ở đúng rồi, này... sao chị không thấy đưa vào group nhỉ? Chị chưa thấy chị vào group ở trong cái Facebook đấy. Thì có nhắn tin đâu, đây là chị nhìn đây này, trên này nhá. Có nhắn tin rồi, em ok rồi gì nữa, em bảo app đi mà. Ok thì đã có rồi, nếu đã ok đã có, hoặc là em mời rồi mà chị chưa accept. Accept rồi. Accept rồi thì ở đâu nhỉ? Thì... bây giờ mình phải tự tìm Facebook của mình. Rồi, mình em... nhắn tìm đúng cái đầu tiêu đề phân tích kỹ thuật. Bình thường tất cả những mọi người ai mà em đã add rồi ấy, thì em đánh dấu hết, không bao giờ còn cái tin nhắn nào chờ đây. Chỉ có ông nào, ví dụ tin nhắn chờ mới, ông này chắc vừa gửi này, anh Ngô thì Nguyễn Hiếu chắc vừa gửi xong này. Đấy, nếu mà bình thường rồi, em vừa gửi ạ. Rồi vừa gửi thì nó mới hiện lên đây, còn nếu mà đã gửi lâu rồi ok hết, xong hết đây rồi này, không còn ai sót đâu. Lê Quỳnh An chưa có thế ạ? Thì cứ nhắn tin cho tôi là được. Không cần nhắn tin, thầy chấp nhận thôi, một cung giờ vẫn còn. Thế là chắc có rồi đấy, kiểm tra đi, hoặc là kiểm tra cái lời mời mà chưa tiếp nhận đấy. Thầy ơi, xem cho chị đã áp chị chưa? Chị vừa gửi lại đấy. Chưa mở ra được trong bút cái chỗ vẽ đâu. Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Ừ, bài tập ai chưa làm được thì về nhà làm. Thì ở đằng sau cái bài tập ấy nó có cả đáp án ấy. Trong slide nó có cả đáp án ấy. Mọi người nhìn về xem là nó chuẩn hay là nó không chuẩn. Vì đáp án cũng có nhiều chỗ không đúng đâu nhá. Ừ. Không có gì ngạc nhiên cả, đáp án không phải là cái thứ cái gì chuẩn hết đâu. Thì mục tiêu là gì? Chúng ta phải xem lý thuyết và chúng ta phải tìm ra cái chỗ sai của đáp án. Tại sao chỗ đấy lại sai? Đấy, chứ không phải đáp án là chuẩn. Bây giờ tự dưng ông thầy giống như là bây giờ học xong hết rồi. Bây giờ ông thầy cũng lại xui mình rồi.
mua cái này đi, mình rõ ràng là thấy là cái này nó không giống như bài thầy dạy mà thầy lại cứ xui mình mua. Thế nên nếu như mình không có kiến thức là mình sẽ mua theo là bị ông thầy cũng úp bô cho. Thế là chết, đúng không? Cái xài núi đè. Không phải nhiều khi cái thầy mà khóc chết. Mọi người xem phim trưởng nhiều ấy, mọi người sẽ thấy là khi mà thầy dạy xong một khóa được 10 ông đệ tử, bắt đầu thầy thử. Đấy, thầy thử xem là thằng nào xuống núi được, cho quánh nhau. Quánh nhau thắng rồi, ba thằng thắng, chưa biết phân thắng bại thế nào. Bây giờ thầy giả vờ, thầy bảo là cái hố kia, chỗ đấy là có vàng, chúng mày lao xuống đi, xem thằng nào tham. Thế là có hai thằng nhảy mẹ xuống, thế là xuống sụt hố chết, chỗ đấy không có vàng, mà toàn trông. Đấy, mà rõ ràng trong bài thầy dạy là cái chỗ đấy không phải vàng, nhưng thầy cứ bảo đấy là vàng. Thế là hai thằng cứ nghe lời thầy là nhảy xuống là chết. Thì còn thằng kia nó bảo là ông này, ông trước ông dạy là chỗ này là không phải vàng, chỗ này là trông, mình biết thế là thôi mình không xuống. Tức là ông này rất thuộc bài, thế thì không sao, là sót lại một thằng xuống núi được. Còn hai thằng kia thì mãi mãi ở dưới cái hố trông ấy thôi. Nên bài tập nó cũng thế. Và khi mà ta học được rồi ấy, thì tư vấn với con người, một người thì bao giờ có ai người ta gọi là làm sao mà đúng mãi được, gọi là nhân vô thập toàn. Đến thầy thì nhiều lúc cũng chết. Thế nên là những lúc mình học giỏi thì mình sẽ tránh được là những quả ông thầy chết mà mình không chết. Đấy, thì lúc đấy mình mới tốt nghiệp được. Chứ còn thầy chết mình cũng chết thì đến lúc thầy chết rồi mình cũng chết thì lấy thằng nào cứu thầy. Đúng không? Thế bây giờ thì thầy dạy hết hơi, đào tạo đệ tử hết hơi, đến lúc thầy chết thì không có thằng nào cứu, bởi vì chúng nó cũng chết hết theo thầy, thì còn nói chuyện quái gì. Phải có thằng sống để cứu thầy, cứu các bạn chứ, đúng không? Cho nên là mọi người học mục tiêu là phải hơn thầy. Để sau này thầy có không may xa cơ lỡ vận thì còn đến xin đừng có bắt cơm bắt cháo mà cho. Rồi đấy là bài tập chúng ta về. Đây là đáp án đầy trong này này. Đấy, mọi người về. Tốt nhất là làm xong thì rồi hàng ngó đáp án nhá. Chứ đừng ngó rồi làm thì cuối cùng là mình chả học được cái gì đâu. Bởi vì là học ở đây là để chiến thắng bản thân mình. Như lúc đầu mình nói rồi đấy. Chiến thắng bản thân mình chứ không phải lấy thành tích. Chứ không phải chiến thắng một cái sự ảo vọng nào đấy, hay chiến thắng thằng khác, mà khác nó đúng nó sai thì mặc chúng nó, mình không quan tâm. Mình chỉ quan tâm là mình đúng hay mình sai thôi. Bởi vì trên thị trường chứng khoán ấy, kiếm được tiền là kiếm được cho mình, mà mất tiền thì mình cũng là thằng mất. Cái thằng hàng xóm nó không cho mình đâu, mà nó mình mất tiền thì nó vẫn còn, nó không mất. Đấy, mà mình kiếm được tiền thì nó cũng chả được cái gì. Cho nên là kiếm được hay mất thì đều là do bản thân mình hết. Cho nên làm bài tập và học là học nghiêm túc, là học cho bản thân mình, không phải học cho thằng nào. Đấy. Phần tiếp theo là điểm chốt sóng. Thì các điểm chốt sóng là các điểm mà sóng đảo chiều. Và điểm chốt nó thể hiện sự thay đổi về cung cầu của thị trường. Thị trường tăng thì các điểm chốt sóng cao sẽ như một vùng kháng cự, và ngược lại với thị trường đi xuống, điểm sóng thấp đóng vai trò như một vùng hỗ trợ. Đa số các trader sẽ muốn bán khi giá đến điểm sóng cao và muốn mua khi giá đến điểm sóng thấp. Đấy, thì đây là đặc điểm của cái điểm chốt sóng. Thì đây chính là các điểm chốt sóng, thì nó giống như là chúng ta vừa vẽ sóng ấy. Thì ở đây thay vì vẽ sóng thì chúng ta gạch. Đây ví dụ điểm đáy thì chúng ta gạch một gạch này, điểm đỉnh gạch một phát này, gạch. Ok chưa? Đấy. Như thế này để chúng ta biết được đâu là điểm hỗ trợ và đâu là kháng cự. Đây tương tự. Đây. Thì các cái điểm chốt sóng nó sẽ trở thành các cái vùng hỗ trợ kháng cự khác nhau. Thế thì cái việc mà xác định target của cổ phiếu mà mọi người hay hỏi tôi ấy, là vùng nào chốt lời, vùng nào target, chính là dùng cái này. Chính là các điểm chốt sóng cái này. Thì nó chính là cái vùng hỗ trợ kháng cự. Tại sao lên tới đấy nó lại bán dập xuống? Giống như Dabaco cái vùng 80 ấy, tại sao lại chốt lời ở 80 mà không phải là 81 hay không phải là 78, 79? Bởi vì cái vùng 80, vùng 80.5, 81 nó là đỉnh cũ, thì đấy là điểm chốt sóng cũ của Dabaco, cho nên khi nó lên tới đấy thì đấy chính là kháng cự. Đấy, tại sao chúng ta phải bán ở đấy? Rất nhiều cổ phiếu khác cũng tương tự như thế, tại sao nó cứ lên đấy là nó bị bán dập xuống? Thì đây chính là cái điểm chốt sóng. Đấy, cái này nhìn thế này thôi nó lại cực kỳ quan trọng trong cái việc giao dịch. Nên chúng ta chỉ dùng mỗi cái này thôi chúng ta cũng giao dịch được tốt rồi. Đó. Tương tự ở đây. Đấy, các cái vùng hỗ trợ kháng cự nó được tạo thành bởi các cái điểm chốt sóng. Đó. Ví dụ đây là một điểm chốt sóng này. Điểm chốt sóng này.
Điểm chốt sóng này. Điểm chốt sóng này. Đây. Đấy. Vẽ này chúng ta nhìn vẽ được ngay đúng không? Đây. Đấy. Đây. Đấy. Nhìn phát là vẽ được ngay đúng không? Có dễ không ạ? Dễ. Quá dễ. Này có gì khó. Để như ăn kẹo này học thì ông nào chả học được. Đúng không ạ? Kiếm tiền khó. Nhìn thì dễ, còn thực hành thì khó. Có gì đâu, thực hành nó cũng như thế này. Trên thị trường nó cũng như thế này. Ví dụ, tôi lấy ví dụ ở tại thời điểm này, chúng ta nhìn thấy đây. Ủa? Thì đây là gì? Chỗ này là hỗ trợ hay kháng cự? Hỗ trợ. Hỗ trợ đúng không? Nếu trong trường hợp nó tăng lên thì nó sẽ gặp cái điểm kháng cự nào? Bên trên, gần một. Cái điểm. Là... Đây này, một là chỗ này đúng không? Đó. Hai là chỗ này. Bên trên. Đấy, cái vùng này nó gần nhau nhưng đây nó là vùng kháng cự. Thế qua vùng này rồi thì có vùng trên này, cái vùng này này. Đấy, qua vùng này rồi lại có vùng trên này. Đấy, đúng chưa? Thế còn hỗ trợ, nếu nó thủng chỗ này rồi thì nó có vùng hỗ trợ rất mạnh ở đây. Thế mua ở đâu? Mua hỗ trợ. Đấy, tức là mua hỗ trợ và bán ở kháng cự. Thế nhiều người thì chỗ này thì không mua thì mua mẹ nó trên này. Xong nó lại giảm cho phát về đây thôi đã thấy méo mặt rồi. Đấy, khi cắt lỗ xong nó lại lên. Nó lại lên tới đây. Lại nhảy vào mua nó lại tụt xuống. Nhưng lần thứ ba thì nó vượt nó lên đây. Thế đây nó lại nhảy vào mua chỗ này. Lại chết. Đấy, cho nên chúng ta mua là mua ở hỗ trợ. Tại sao hôm nay tôi bắt đáy của nó VCG ở giá 41.6. Bởi vì cái hỗ trợ rất mạnh lần trước chúng ta mua bắt đáy là chính là ở vùng 40.1 và vùng 42. Đấy là hỗ trợ rất mạnh. Nên mua ở đây thì nếu nó có gãy thì nó sẽ quay lại. Đấy, và nếu nó tăng thì nó tăng lên được vùng 44 là kháng cự bên trên. Thế hôm trước mình xác định tại sao vùng 46.5 là kháng cự của VCG và phải bán ở đấy. Vì đấy nó có điểm chốt sóng ở đấy. Đúng chưa ạ? Thế thì học thế có dễ không? Qua dễ, thế không có cái gì khó cả. Còn nhiều lắm. Tức là mình cứ phức tạp hóa nhiều thứ, cứ nghĩ là nó phức tạp thì chả có gì phức tạp cả. Những thứ mình dùng là những thứ cực kỳ cơ bản và cực kỳ dễ hiểu. Thực ra cái khó nằm ở chỗ là khi mà nó lên tới đó rồi nó không có bị xuống mà nó qua luôn đó thầy. Nó luôn thì nó lại là hỗ trợ. Nếu qua được điểm đó mà nó test lại là thế nó lại là hỗ trợ. Đấy, chúng ta có 3 loại điểm chốt sóng cơ bản. Có 3 loại chính thôi. Đó là điểm chốt sóng cơ bản, điểm chốt sóng thứ cấp và điểm chốt sóng vững bền. Và các loại điểm chốt trên nó được sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ mạnh, độ giá trị của các điểm chốt sóng. Và điểm chốt vững bền là có sức mạnh cao nhất. Đấy, chúng ta đi vào từng loại. Ở lý thuyết thì ở trong slide này có đầy đủ hết rồi. Đấy. Thì chúng ta sẽ xem luôn ở cái này. Thì điểm chốt sóng cơ bản là như này. Thì điểm chốt đỉnh cơ bản là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì gọi là điểm chốt đỉnh cơ bản. Còn đáy sau cao hơn đáy trước hoặc bằng đáy trước thì gọi là điểm chốt đáy cơ bản. Đấy. Điểm chốt đỉnh cơ bản thì có đỉnh sau bằng hoặc là thấp hơn thì gọi là so với đỉnh liền trước của nó ấy, thì gọi là điểm chốt gì? Điểm chốt gì nhỉ? Chốt đỉnh. Điểm chốt đỉnh cơ bản. Cơ bản. Điểm chốt đỉnh cơ bản. Nó có điểm cơ bản này thứ cấp và gì? Vững bền. Đấy, thì bây giờ chúng ta đang học cái điểm chốt đỉnh cơ bản. Điểm chốt đỉnh cơ bản tức là đỉnh sau bằng hoặc thấp hơn đỉnh trước. Ví dụ như đỉnh này chúng ta xác định đỉnh này là đỉnh gì? Là điểm chốt đỉnh cơ bản bởi vì cái đỉnh này này nó gì? Bằng cái đỉnh trước. Đúng chưa? Đấy, tiếp đỉnh này này thì nó thấp hơn đỉnh trước. Thì đây gọi là gì? Cơ bản. Điểm chốt đỉnh cơ bản. Tiếp điểm này gì? Thấp hơn đỉnh trước thì gọi là gì? Điểm chốt đỉnh cơ bản. Đấy, chưa? Nhưng mà ba thằng này thì nó cũng thằng 3 với thằng 1 ngược nhau. Thì thằng 3 thằng 1 thì thằng này vẫn là điểm chốt đỉnh cơ bản mà. Đấy. Mình so với cái thằng liền trước nó ấy. Dạ. Còn đáy tương tự này. Thằng này. Không phải đáy này thì cao hơn cái đáy này không? Thì đây gọi là đáy gì? Đáy sau cao hơn trước. Thì gọi là đáy cơ bản. Đúng chưa? Đáy này gì? Cao hơn đáy này. Ừ. Thì đây là đáy gì?
cơ bản đúng chưa? Thế còn thứ cấp thì khác một chút, thứ cấp là đỉnh à, đáy sau, điểm chốt đáy thứ cấp là đáy sau thấp hơn đáy trước. Đáy này có phải là đáy gì? Đáy sau. Đáy thứ cấp. Bởi vì nó thấp hơn cái đáy này đúng không? Nó thấp hơn cái đáy liền trước này này. Yeah. Đáy thứ cấp. Tiếp là đáy này. Thì thấp hơn cái đáy này thì đây là gì? Đáy thứ cấp. Thế còn đáy này là thứ cấp hay là cơ bản? Cơ bản. Thứ cấp ạ. Cấp cao hơn đấy chứ, thấp hơn đấy này. Cái đỉnh thì ngược lại, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì gọi là gì? Đỉnh gọi cấp. Là cơ bản, thứ cấp. Đây là đỉnh thứ cấp hay là đỉnh cơ bản? Thứ cấp. Đúng rồi, bởi vì đỉnh này cao hơn đỉnh này đúng không? Đúng. Còn đỉnh này là thứ cấp hay cơ bản? Thứ cấp. Đúng không? Vì sao nó cao hơn cái đỉnh này, chuẩn chưa? Đúng. Đây nhá. Đây, ví dụ tiếp này. Dễ không ấy, đúng không? Không nhớ. Khó. Dễ thế mà. Không thể nhớ. Thầy ơi. Cái này khó. Thầy rối rồi đó. Rối á. Thầy ơi. Rối chỗ thứ cấp cơ bản. Đến loạn rồi đấy thầy ơi. Thầy ạ. Bây giờ như này, phân biệt như này cho nên là rất là nhanh, không khởi loạn. Thì nóng rồi. Bây giờ xác định đáy trước nhá. Đáy sau đấy. Mà bằng hoặc cao hơn đáy trước thì gọi là gì? Đáy cơ bản. Cơ bản. Đáy thì là bằng hoặc là cao. Cái nào thì không cơ bản. Cơ bản. Đấy, thế còn đỉnh, nếu mà đỉnh sau bằng hoặc thấp hơn đỉnh trước thì gọi là gì? Đỉnh cơ bản. Tức là ngược đáy với ngược chút. Đấy thì nhớ một thằng thì nhớ được hết, đấy là cơ bản nhá. Yeah. Thế còn thứ cấp thì đáy sau thấp hơn đáy trước thì gọi là đáy gì? Thứ cấp. Thứ cấp. Đúng rồi. Thế còn đỉnh sau mà cao hơn đỉnh trước thì gọi là gì? Đỉnh thứ cấp. Hết. Cao hơn là thứ cấp. Rất là tốt hơn. Mỗi thế thôi mà đúng không? Cơ bản là ghi, cấp, ghi ra mà học. Chỉ ghi ở trong slide có hết rồi đấy. Chẳng ra tôi chỉ tìm đồ để thấy thôi. À thế ạ. Ví dụ này nhá, chúng ta so sánh này. Số 1 tôi đánh dấu là vì hai đỉnh này bằng nhau. Thì đây gọi là gì? Đỉnh cơ bản. Số 2 là hai đáy này bằng nhau. Vì gì? Đáy cơ bản. Đúng chưa? Thế còn số 3 với số 3? Đáy thứ cấp. Đáy thứ cấp đúng chưa? Thế còn số 3 với số 2, so sánh số 3 số 2 thì cái nào là cơ bản? Số 3 thấp hơn. Đáy thứ cấp. Đúng rồi. Bằng mới là cơ bản. Thế còn ở đây, cái đỉnh này. Cao hơn đỉnh kia. Cao hơn đỉnh này không? Cao hơn. Cao hơn thì đây gọi là gì? Đỉnh thứ cấp. Đúng rồi. Thế đỉnh này? Thứ cấp. Chuẩn chưa? Đấy, mọi người hiểu nhanh phết hơn gì nữa. Thế còn cái đáy này? Cái đáy này thì đáy này là đáy gì? Cơ bản. Thì nó cao hơn mà. Cao hơn. Thế còn đỉnh này? Đỉnh này thì đây là đỉnh gì? Đỉnh thứ cấp. Thế còn đỉnh này với cái này? Thứ cấp. Chuẩn chưa? Đấy. Hiểu chưa? Dễ không? Chưa dễ. Tí nữa mọi người về nhà xem lại slide, đọc lại là sẽ có hết. Đây này. Điểm chốt thứ cấp này. Điểm chốt đáy thứ cấp là một đáy thấp hơn so với điểm chốt liền trước. Điểm chốt này là một tiêu chí củng cố thêm cho xu hướng giảm hiện tại vì nó tạo ra một đáy mới. Đúng chưa? Điểm chốt đỉnh thứ cấp là một đỉnh cao hơn so với điểm chốt liền trước. Đây là một điểm củng cố thêm cho xu hướng tăng hiện tại vì nó tạo ra một đỉnh mới. Đúng chưa? Yeah. Đây này. Số 2, số 3. Cái này để tìm điểm mua, điểm bán hả thầy? Mình thì cái này để chúng ta xem được điểm hỗ trợ và kháng cự như tôi vừa nói ấy. Và xác định xem nó ở trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Thì trong xu hướng tăng thì luôn luôn xuất hiện các đỉnh thứ cấp và đáy cơ bản đúng không? Yeah. Thế còn trong xu hướng giảm thì luôn luôn xuất hiện các gì? Đáy thứ cấp và đỉnh cơ bản đúng không? Yeah. Đúng rồi. Không? Thầy nói đúng lại câu đấy đúng rồi. Đúng rồi. Tức là trong xu hướng tăng thì luôn luôn xuất hiện các gì? Đỉnh thứ cấp và đáy cơ bản. Đỉnh thứ cấp. Đúng rồi. Thì đây này chúng ta nhìn thấy đây nhé, không phải đây là đáy cơ bản với đáy sau cao hơn đáy trước liên tục không? Còn đỉnh sau thì đáy thứ sau cao liên tục và đây là đỉnh thứ cấp đúng không? Đỉnh thứ cấp. Đây chính là xu hướng tăng. Cái còn xu hướng giảm thì ngược lại.
Đấy, đây. Đỉnh. Đây. Cơ bản đáy thứ cấp. Chúng ta nhìn thấy đây là xu hướng tăng xu hướng giảm. Xu hướng giảm. Giảm. Đây là đáy, những cái đáy này là đáy gì? Đáy thứ cấp. Đúng chưa? Thế còn những cái đỉnh này? Đáy thứ cấp. Đỉnh cơ bản. Đỉnh cơ bản. Đúng chưa? Thế thì nhìn đây chúng ta nhìn thấy rõ ràng là trong xu hướng giảm thì luôn luôn xuất hiện các đỉnh cơ bản và đáy thứ cấp. Đúng rồi. Thế còn trong xu hướng tăng này? Đỉnh gì đây? Đỉnh thứ cấp. Đỉnh thứ cấp. Và gì? Đáy gì? Đấy cơ bản. Đấy cơ bản. À, khi nào nó có xuất hiện, khi mà đang trong quá trình xuất hiện đỉnh thứ cấp liên tục mà tự dưng xuất hiện một cái đỉnh cơ bản thì xu hướng có khả năng gì? Giảm. Đảo chiều. Đảo chiều. Đảo chiều. Đấy, đúng chưa? Đấy không? Đang xuất hiện đỉnh cơ bản. Thì bao nhiêu cái ví dụ ở trên, trên biểu đồ chúng ta nhìn thấy rõ ràng ấy, đang xuống tăng mà tự dưng xuất hiện một cái đỉnh cơ bản, tức là mẫu hình hai đỉnh đấy. Sau lại xuất hiện một đáy thứ cấp nữa thì đấy là bước vào xu hướng giảm. Rất là chạy. Đấy giống như chỗ này này, chúng ta nhìn thấy này. Đấy thứ cấp thì đỉnh thứ cấp từ đáy cơ bản. Khi mà nó đảo chiều nhá, chúng ta nhìn thấy khi đang xuất hiện liên tục các đáy thứ cấp mà tự dưng xuất hiện một cái gì đáy cơ bản ở đây và tự dưng xuất hiện một cái đỉnh thứ cấp thì đỉnh thứ cấp. Có phải chỗ này nó đảo chiều không? Đảo chiều. Ừ. Đảo chiều chưa? Đấy. Cứ giữ là sẽ ăn trọn sóng đúng không? Giữ mình, đó, đấy như thế này thì nhìn sơ sơ này là biết ngay là ăn được tới đâu rồi đúng không? Áp dụng nó đúng nguyên tắc thế là nó ăn được khối rồi. Đấy sâu cao hơn đấy trước đấy. Nhưng mà những cái con sóng nhỏ thì khó bắt lắm thầy nhỉ? Thì mình không bắt sóng sóng nhỏ, mình bắt sóng lớn. Cái này hết trên bao nhiêu phiên là nó mới tạo cái này, đây là sóng. Phiên mà đây là đây, ví dụ ở cái đoạn này chúng ta nhìn thấy đây này. Khi nó tạo được cái đáy này tức là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 tuần. Hơn 2 tuần mới tạo đáy xong. Hơn 2 tuần tạo đáy xong thì nó tăng một khoảng dài đến cả vài tuần như này cơ mà. Thì ôm từ đây lên tới đây thì kiểu gì chả có tiền. Bẻo thì được 10%. Vâng. Đấy mà đánh như này ấy, 10% đây là nhìn cái con này nó còn tăng yếu ấy, mà còn được 10%. Thế còn có phải hơn là các ông các bà cứ nhảy ra nhảy vào liên tội cuối cùng hết sóng chả được xu nào thì còn lỗ. Đúng không? Tôi nghĩ là được ít nhưng mà được ít hơn là chả được xu nào. Nhiều người á, đa phần mọi người là nhìn thấy cái thằng hàng xóm nó được rất là nhiều. Mình được tí tẹo, thế là cũng đu. Đu theo cuối cùng là khi hết một con sóng thì quay đi quay lại thì mình lỗ. Chả được cái xu nào mang về cả. Con ở nhà thì đói. Chồng ở nhà thì mêu phêu moam lên chờ vợ mang tiền về cuối cùng là lại đốt. Mà nó chưa xảy ra mình sao mình đoán được cái đảo chiều được thầy, dở khi nó lại đi xuống luôn sao này. Thì mình cứ theo cái nguyên tắc này thôi. Đâu mình nhìn nguyên tắc của nó là nó liên tục nó tạo đáy liên tục mà đến lúc mà nó tạo cái đáy cơ bản thì nó sẽ và tạo đỉnh thứ cấp. Thì lúc đấy đoạn chiều. Này nó lừa mình nó lại đi xuống tiếp. Nhưng mà ví dụ như đang thị trường đang trong cái giai đoạn này thì đâu thì sóng ngắn thì ăn được ít lắm. Thì đoạn này thì tôi khuyến nghị mọi người liên tục gì đó, đoạn này khó ăn mà quả nào ăn được là phải chốt ngay để chạy còn gì nữa. Đoạn này là đoạn sideway chứ không phải đoạn uptrend đâu. Không ăn được. Nếu mà không ăn được thì ngồi ngoài ngắm thôi. Tay nhanh chân thì chơi còn không phải nhanh tay nhanh chân mới ăn được. Không phải là mình cái đoạn nào dễ thì mình chơi, đoạn khó thì thôi. Thế còn đây nó chỉ là một cái bài để mình xác định sóng, thế còn để mình bắt được nữa nó còn nhiều công cụ khác, thế nó mới có 10 buổi. Nhiều công cụ khác để giúp chúng ta bắt được những con sóng mà khẳng định là đâu nó là đáy và nó sẽ không giảm nữa. Đấy, hay là nó giảm tiếp. Thằng kia đứng tít xuống dưới kia thì thành ra bị vật vị à? Nha. Thầy ơi, cái sóng như thế này là nó đảo chiều như thế thì bắt buộc nó phải có mấy đợt sóng như thế thì nó mới đảo chiều lại, hay là nó có thể nó một sóng nó đảo chiều xong cái sóng sau nó đảo luôn thầy? Không có. Không, chúng ta nhìn sóng lên, sóng lên thì nó phải có bao nhiêu con sóng lên thì nó mới hình thành một sóng lên. Chúng ta cái mở đầu ngay buổi hôm nay ấy, một sóng tăng thì nó có nhiều sóng tăng, sóng giảm. Sóng giảm nó có nhiều sóng giảm, sóng tăng, đúng không? Nhưng mà mọi người có thấy tôi cái từ mà trong cái slide đầu tiên ấy, khi vào Bryson ấy, tôi đánh dấu cái từ đấy là gì không? Mình có nhớ không? Chưa đọc. Rồi. Trong một sóng tăng thì các nhịp giảm thường là gì?
ngắn hơn, ngắn hơn nhịp tăng, đúng chưa? Còn trong một sóng giảm thì các nhịp tăng thì ngắn hơn, ngắn hơn. Đúng rồi, đấy đấy chính là tín hiệu đấy, tôi đã ghi, tôi đánh dấu và nói mọi người nhớ cái đấy rồi. Đấy chính là cái tín hiệu để chúng ta xem nó đang ở nhịp tăng hay nhịp giảm, đúng không? Tiếp là điểm chốt vững bền, thì là một dạng đặc biệt của điểm chốt thứ cấp. Nó là điểm chốt có sức ảnh hưởng và độ mạnh lớn nhất trong cấu trúc thị trường, và nó là tín hiệu đảo chiều xu hướng hiện tại. Một điểm chốt đáy thứ cấp chỉ trở thành điểm chốt đáy vững bền khi giá đã phá vỡ lên trên điểm chốt đỉnh cao nhất. Và một điểm chốt đỉnh thứ cấp chỉ trở thành điểm chốt vững bền khi giá đã phá vỡ xuống dưới điểm chốt đáy thấp nhất. Đây. Não quá. Đây. Điểm bắt đầu xuống tăng này. Chúng ta nhìn thấy đây là gì nhỉ? Đỉnh. Cái đáy này là đáy gì? Đáy thứ cấp. Đáy cơ bản. Đáy cơ bản. Đáy thứ cấp. Đáy thứ cấp. Thì nó thấp hơn cái đáy này mà. Đúng chưa? Và khi đây là đáy thứ cấp nhá, thì nó chỉ trở thành đáy vững bền khi giá nó vượt qua cái đỉnh A này này. Đấy, thì mới trở thành đáy vững bền. Còn nếu nó chỉ lên tới đây xong nó quay xuống, tới chỗ này nó quay xuống thì đây chỉ là đáy thứ cấp thôi, không phải đáy vững bền. Nghĩa là nó nguy cơ nó giảm sâu hơn đúng không thầy? Ừ. Còn đây như này là nó đảo chiều, nó vượt qua hẳn cả cái đỉnh này, tức là đây là đảo chiều. Đấy, tức là nó tạo thành điểm chốt đáy vững bền. Ok chưa? Ví dụ đây. Điểm A này. Đây. Điểm A có phải là điểm chốt đáy thứ cấp không? Ừ, thứ cấp. Đúng không? Có phải đáy thứ cấp không? Đúng rồi, đáy thứ cấp. Khi giá nó vượt qua đây. Cái đỉnh này này thì đây điểm A trở thành gì? Điểm chốt đáy vững bền. Đấy. Và lúc đấy là nó bước vào xu hướng tăng. Ok chưa? Thế điểm mua đẹp là điểm ở đâu? Mua không, chưa tính đến cái việc mua hay không, mình chỉ đang xác định đáy đã. Được. Biết hình thái của nó là như nào đó, thì còn mua bán thì tính sau. Nha. Ok chưa? Được. Tiếp này. Đây, điểm chốt này nó gọi là điểm chốt gì? Đấy, vững bền. Thứ cấp. Điểm đầu tiên nó là điểm chốt đáy thứ cấp. Nhưng khi giá nó vượt qua đây, vượt qua cái đỉnh này này. Giá vượt qua đỉnh. Đấy, cái đỉnh này này, vượt qua cái đỉnh này thì đây nó trở thành điểm chốt đáy vững bền. Không giảm nữa đúng không? Đấy. Không giảm đùng để thủng cái đáy lên nữa. Tiếp, đây, ra nhìn này. Ví dụ này. Đây là... Đây là điểm gì nhỉ? Đáy thứ cấp. Đáy thứ cấp. Rồi, điểm chốt đáy thứ cấp. Và khi nó vượt qua cái đỉnh này thì nó trở thành gì? Sau đó thì nó tăng vù vù. Đấy. Và cái điểm chốt đáy vững bền nó sẽ là cái điểm hỗ trợ rất mạnh trong cái xu hướng nếu nó giảm trở lại. Đấy. Còn ở đây, đây là điểm bắt đầu xu hướng giảm này. Đây là điểm A. Là điểm đỉnh, đỉnh này so với đây thì gì à? Đỉnh thứ cấp. Đây là đỉnh thứ cấp đúng không? Yeah. Thì đây là cái đáy. Khi giá nó xuyên qua cái đáy này. Thì đây xác định gì? Đây là gì? Điểm chốt gì? Điểm chốt đỉnh vững bền. Là bình thường nó là đỉnh thứ cấp. Nhưng mà khi giá phá vỡ cái đáy gần nhất đây thì trở thành gì? Đỉnh thứ cấp bây giờ trở thành đỉnh vững bền. Rồi, nó trở thành đỉnh vững bền. Và cái đỉnh vững bền này nó sẽ trở thành cái kháng cự rất là mạnh trong cái chiều hồi phục trở lại lên trên này. Đấy. Điểm đỉnh vững bền kháng cự mạnh. Điểm vững bền đấy là kháng cự mạnh, còn đây cái này là điểm chốt đáy. Nó giống như là cái ví dụ tôi vừa lấy ấy. Đây này. Đấy, thùng này. Và khi nó vượt qua đây thì đây nó trở thành gì? Đây vững bền. Đây vững bền. Điểm chốt đáy vững bền. Cái vượt qua đây rồi chỗ này nó trở thành hỗ trợ rất mạnh. Hỗ trợ rất mạnh ở đây. Đấy, trong chiều mà nó giảm trở lại thì đây cũng trở thành cái hỗ trợ cực kỳ mạnh. Đó. Thầy ơi, em hỏi chút cái đỉnh mà mình xác định là cái đỉnh gần nhất của cái đáy đó đúng không thầy? Ừ. Đỉnh gần nhất, nhất mà vượt đỉnh gần nhất mà có điểm sóng không phải? Đỉnh sóng kiểu ngay gần nhất. Đỉnh sóng gần nhất. Đỉnh sóng gần nhất này này.
vượt qua. Tiếp nhá, đây nhìn này thì rất là dễ này. Đỉnh này, đỉnh này là đỉnh gì? Mua được. Đỉnh này là đỉnh thứ cấp đá bởi vì nó cao hơn đỉnh trước đúng không? Từ khi nó phá vỡ cái đáy này thì nó tạo thành đỉnh vững bền. Đấy, đúng chưa? À. Tháo phá vỡ đây trở thành đỉnh vững bền. Công nó là rất khó. Khi mà thủng cái đáy đấy thì cái đỉnh trên là thì đỉnh vững bền. Đấy, thì chúng ta có rất nhiều các cái bài tập này, mọi người về xem nhé. Người sẽ làm bài tập đánh dấu vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, đâu là đỉnh gì nhá. Đỉnh gì đáy nào, mọi người ghi vào nhé. Ở trong này cũng có ấy đấy. Trong này cũng có đáp án hết đấy, nhưng mà đáp án nhiều chỗ nó sai không đúng rồi đấy. Thầy cài. Mọi người về phải phát hiện ra là chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Thì nó phải cứ mù. Chứ đáp án hết này còn đáp án sai nữa. Thế nên cần chúng ta phải học chứ nếu nó đúng hết rồi thì chờ đã rốt lại còn chờ đáp án sai mà vẫn còn bẫy. Đây là mình ghi rồi coi đúng hay sai hoặc là ghi chỉnh lại nó đáp án cho mình. Đúng rồi, mình phải chỉnh lại cho nó chuẩn. Chỗ này ví dụ ông đáp án này ông có đúng chưa? Hay đáp án này xem là có đúng hay không. Chỗ này nó là đỉnh vững bền, tại sao lại chỉ ghi là đỉnh cơ bản? Đấy, kiểu thế. Ok nhá. Cái này nó rất là quan trọng bởi vì là như tôi nói rồi là chúng ta kiếm tiền cho mình. Đấy, đi học là mất bố tiền rồi, chắc chắn là không đòi lại được tiền từ cái thằng thầy này rồi. Thế là liệu mà học cho tốt. Câu này mới là câu giá trị. Chắc chắn là đang thêm mong thầy, tiền rồi. Đang mong thầy phím hàng cho để thu lại học phí cho thầy. Sẽ có phím nhưng mà ông học xong thì mọi người sẽ tự kiếm được tiền thôi. Còn thầy cho đúp sang lớp cuối năm cũng được ạ. Đúp thì làm sao mà cho được. Tôi chỉ muốn là ông nào cũng đúp hết để thu được nhiều tiền. Thế thôi. Không đúp là không mất tiền. Không có không mất tiền đâu mà. Đúp đến lớp thứ ba là thu tiền gấp đôi học phí bình thường. Đầu tiên à? Vì tôi học nhiều quá. Đấy, mọi người về làm bài tập nhé. Tôi sẽ gửi tiếp cái bài tập này vào trong group. Rồi mọi người làm hôm sau có câu hỏi gì ấy, thì mọi người cứ ghi lên cái file của Hiếu ấy, thì tôi sẽ giải đáp từng câu một. Ok nhá. Buổi học này là rất là ít ấy, bởi vì cái này mọi người nhìn thấy là 107 cái slide. Bình thường tôi dạy online offline ấy. Ngày xưa tôi dạy cái này có một buổi sáng thôi, 2 tiếng rồi ấy. Mà đây học online chúng ta có khi phải kéo đến 3 buổi mất. Rất là kỹ rồi, nên mọi người về chịu khó xem lại. Thầy cứ dạy chậm cho học sinh còn tiếp thu. 15 buổi cũng được thầy ạ. Thế mọi người thấy dạy tốc độ như này là không, thời gian thì tôi thoải mái, không có cái gì ngoài thời gian. Tốc độ như này được thầy ạ. Okay, như này thôi, đừng nhanh quá. Cái phần đằng sau này vẫn đang là mông lung. Bây giờ chắc là chỉ phải đọc lại thì mới lấy được chứ. Đang hơi rối một chút. Không sao, cứ đọc lại là ok. Đầu nó phải, não nó phải hoạt động, nó phải căng, nó phải giật ở mầm mầm lên thì nó mới phát huy được năng lực. Đúng. Cái này phải luyện nhiều nhớ. Làm nhiều, học nhiều vào. Thầy ơi, xong rồi thầy gửi cái này vào trong Facebook luôn, trong nhóm để mai ôn tập. Ok, rồi ok nhá. Thế chúng ta dừng ở đây nhá. Vâng ạ, thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào em, chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Vâng, chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Rồi, cái video vào nhóm đi. Vâng, ok. Xin chào anh Tài ạ. Vâng, chào mọi người. Ai áp dụng?